các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay mình xin giới thiệu một cái mẫu cổng mà bên mình đã làm tại Hà Nội cho quý vị cùng tham khảo. Đây là một mẫu cổng có mái như này thì bên mình hay gọi là mái thà. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Thường gia chủ có thể là lập ngói hoặc là đổ bê tông nhẵn thì tùy theo gia chủ, và bên dưới thì thường là quay dầm. Các bạn nhìn thấy dầm chưa? Dầm. Đây là một bộ cổng hoa lá tây tương đối là đơn giản, cũng nhẹ nhàng, gia chủ đã lựa chọn. Bên trên thì là nó gồm đây, gồm những mũi giáo này, các bạn nhìn thấy mũi giáo, bốn mũi giáo, một, hai, ba, khoảng bốn cái mũi giáo. Đấy, ở bên trên thì là có một trái tim cách điện, và bên cạnh đây là bạn các bạn nhìn ra năng lượng, lượng cánh. Cái cổng có đẹp hay không thì do cái lượng cánh này nó phải đều, khi thiết kế lên nó phải đều nhưng nó vẫn đảm bảo được độ mềm mại của cái cổng. Phía bên trên này thì bên mình có thiết kế thêm cái hoa lá tây để chống hở, các bạn nhìn thấy không, cái này được gắn cố định và dầm sàn, gắn cố định và dầm sàn. Và bên phía bên này tương tự một cánh, 1m32 một cánh, và chiều cao. Hai mét mười tám. Và cái này do là cổng có kích thước tương đối nhỏ cho nên bên mình thiết kế cái chỉ có 8.5 thôi, 8.5. Đó, và cái đố chính ở đây cũng chỉ có 10 phân thôi. Đố chính 10 phân. Bên cạnh thì là mình có làm một cái hoa dây từ trên xuống dưới, vừa tạo được độ thông thoáng cũng như là điệu cho cái cổng. Mẫu này thì tương đối là đơn giản, chủ yếu là những cái thanh, và đây được có cái cách điện này. Đó. Và đây là cái lá. Nếu các bạn bên cạnh đó thì bên mình có làm thêm cái hệ thống hàng rào mẫu hàng rào ở táo, có kích thước chiều cao là 1m7 và khoảng cách giữa các cái thanh ở đây bên mình đang để là 10 phân. Đấy. Và chiều rộng các bạn. Đây mình đang để là 4 phân. Đấy. Bên cạnh đó thì mình có thiết kế thêm cho gia chủ cái lan can, các bạn có thể nhìn lên trên lan can.
lan can cong gồm hai trụ, hoàn toàn hệ thống ngoại thất của gia chủ thì đều dùng bằng nhôm đúc do công ty nhôm đúc Nam Định thiết kế, thi công và lắp đặt. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế hệ thống cổng tự động, hàng rào, lan can thì có thể liên hệ với công ty nhôm đúc Nam Định theo số hotline 0946 266 860. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Xin chào các bạn.